Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình, Triệu Nguyễn Huyền Trang. Và đây là video tiếp theo nằm trong series văn học kêu lại từ đầu được mình thực hiện để hưởng ứng chủ trương học văn đúng nghĩa của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Kim Sơn, nói không với học mệt học thuộc và chép từ văn mẫu. Sau đó mình làm những video này để đồng hành cùng các bạn học sinh Việt Nam trong việc tìm lại giá trị của môn ngữ văn. Hôm nay thì mình mặc rất là ấm áp, các bạn thấy chưa bao giờ mình mặc ấm như này đúng không? Bởi vì Hà Nội đợt này rất lạnh luôn. Và bây giờ cũng không còn sớm nữa, 23:51. Thật ra là mình vừa quay xong một video cho các bạn lớp 9 và cũng định đi ngủ rồi vì cũng lạnh và cả ngày đi làm cũng mệt rồi. Nhưng mà nghĩ các bạn lớp 12 cũng thương, các bạn chắc cũng đang vất vả nên là thôi, ngồi lại quay nốt. Đợt này thì mình cũng trải qua rất nhiều biến động trong cuộc sống, trong cả công việc lẫn tình cảm. Và có rất nhiều lúc mình cảm thấy mất động lực, tức là không muốn tiếp tục nữa, không muốn làm việc tiếp nữa, không muốn theo đuổi cái mục tiêu đấy nữa, hoặc là không muốn yêu đương gì nữa. Và những lúc mất động lực ấy, thì có các bạn có thắc mắc là làm sao để mình tìm lại không? Mình sẽ không bao giờ đi đọc sách hay là đi tìm lên YouTube tìm động lực cả, mà mình phải tự ngồi lại và suy nghĩ xem vì sao mình mất động lực, cái nguyên nhân là gì, ai đã nói gì khiến mình cảm thấy nhục chí, hoặc là ai đã làm gì, hoặc là mình tiếp xúc với một cái nội dung, một cái điều gì đó khiến mình cảm thấy nó kiểu suy sụp ấy. Và sau đó để tìm lại được dũng khí thì mình nghĩ lại quá khứ của mình. Nếu các bạn có nghe podcast thì cũng biết những một số chuyện mình đã trải qua, và mình hay nghĩ xem là ngày xưa mình đã từng vượt qua những kỳ thi như thế nào. Khi mà thất bại thì mình sẽ cảm thấy buồn chán, cảm thấy thất vọng làm sao, và mình sẽ không lặp lại những cái thất bại đấy nữa, mình phải cố gắng như thế nào. Thì mình dựa vào những cái ký ức, những cái kỷ niệm, những cái sự kiện mà mình đã có trong quá khứ, cả những cái buồn và những cái vui, và mình sẽ tìm nó là cái động lực, làm cái kiểu sức mạnh để mình quyết tâm hơn. Thì đó là một bài chia sẻ của mình. Hy vọng là trong quá khứ các bạn sẽ có nhiều những cái thành tích, những cái thành tựu, những cái sự cố gắng để các bạn còn có cái để dựa vào. Hoặc ngay ngày hôm nay, ngay bây giờ, bản thân các bạn cũng phải thật sự quyết tâm để một vài năm nữa khi gặp những cái biến cố trong cuộc sống, trong công việc thì còn có chỗ dựa. Chứ nếu như nghĩ về quá khứ của mình quá là tệ thì rất là khó. Một vài chia sẻ các bạn như vậy không phải là vô thưởng vô phạt đâu, bởi vì nó rất liên quan đến bài thơ Việt Bắc ngày hôm nay của chúng ta. Và mình muốn nhắc các bạn một việc, đây là một video học thuật, vì vậy chúng ta cần phải giữ sự tập trung và nghiêm túc. Vì vậy các bạn cố gắng giảm bớt những nguồn gây mất tập trung, chuẩn bị vở bút để chúng ta có thể vừa nghe và ghi chép, hoặc là mang sách ra để ghi vào chứng cuốn sách. Đây, mình đang ghi vào chứng cái cuốn sách có bài thơ này đấy. Khi ngày xưa mình học mình cũng làm như vậy luôn á. Đối với tác phẩm Việt Bắc thì chúng ta sẽ cần phải điểm qua về tác giả Tố Hữu trước khi học tác phẩm, ngay cả trong sách giáo khoa cũng như vậy. Bởi vì sao ạ? Tố Hữu là một nhà thơ lớn của Việt Nam, một nhà thơ cách mạng. Và khi mà chúng ta nói về nhà thơ Tố Hữu thì bản thân mình á, mình muốn chia sẻ với các bạn mấy điều. Thứ nhất, nhà thơ Tố Hữu có rất nhiều trải nghiệm. Là một người chiến sĩ cách mạng có rất nhiều trải nghiệm luôn. Ra tù vào tội, rồi sau đó là tham gia cách mạng trong rất nhiều cái chiến khu khác nhau. Và cũng tham gia vào những cái hoạt động liên quan đến lãnh đạo, quần chúng nhân dân trong việc là đấu tranh chống lại chủ nghĩa đế quốc hoặc là chủ nghĩa thực dân Pháp. Đấy, thế thì các bạn nhớ đấy, có một câu nói mà mình đã nói xuyên suốt tất cả các video, đó là chúng ta không thể viết nhiều hơn những gì mình sống được. Sống đến đâu viết đến đấy. Những cái câu văn, những câu thơ là trải nghiệm. Bản thân các bạn nếu muốn viết tốt thì phải có nhiều trải nghiệm, phải thật sự là một người sống ý nghĩa, có sự quan sát thì mới có thể viết tốt được. Thì nhà thơ Tố Hữu cũng như vậy. Khi mà nói đến con đường sáng tác của nhà thơ Tố Hữu, chúng ta cần phải đề cập đến cái con đường cách mạng, bởi vì nó gắn liền với đường thơ. Chẳng hạn như nhà thơ có 4 tập thơ nổi tiếng đi theo từng giai đoạn liên quan đến cách mạng. Khi mà mới bắt đầu giác ngộ lý tưởng cách mạng, thấy được là cách mạng, Đảng Cộng sản là ánh sáng chân lý. Trong cái bối cảnh lầm than bất công xảy ra nhiều như vậy, dưới cái ách đô hộ của thực dân của đế quốc, thì cách mạng chính là chìa khóa cho cánh cửa tương lai để chúng ta tìm đến ánh sáng. Các bạn nhớ bài thơ từ ấy không? Tưới trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim. Tức là khi mà cách mạng chưa đến ấy, thì tâm hồn chúng ta như một cái khu vườn mùa đông hoặc là mùa xuân, nó rất là nhàm chán, nó kiểu âm u, sương mù đúng không? Nhưng mà nhờ cách mạng đến thì nắng nó bừng cháy lên như là nắng mùa hè, mùa nắng hạ luôn ấy. Và mặt trời chân lý, tức là tất cả những cái ánh sáng, lý tưởng hoặc là những cái đúng đắn ấy, nó sẽ chói qua cái trái tim của mình và mình nhận thức được. Thì đó chính là tập thơ từ ấy, lúc tác giả có thể giác ngộ được lý tưởng cách mạng và khởi đầu của con đường cách mạng, được chưa? Sau đó đến tập thơ Máu Lửa. Máu Lửa là gì? Bây giờ giác ngộ rồi thì phải lăn xả, phải tham gia chiến đấu, đúng không? Giống như các bạn khi mà nhận thức được cái giá trị của việc học ấy, không phải là để điểm số mà để các bạn thật sự hiểu được cái ý nghĩa của môn học đấy, thì các bạn cũng cảm thấy học rất là hăng say. Và lúc đó thật sự là lao vào cuộc chiến, không chỉ đơn thuần là vì điểm số hay thứ hạng, mà bởi vì tin là mình tốt hơn, phát triển hơn với cái môn học đó. Và sau này nó là một cái công cụ để mình làm việc, để mình phát triển bản thân. Thì đó chính là lúc mà chúng ta lao vào với công việc, với việc học. Và nhà thơ cũng vậy, khi mà tìm được cách mạng, khi mà lập nghiệp đảng thì bắt đầu tham gia vào Máu Lửa mà. Trẻ mà phải quyết tâm, phải hừng hực khí thế, đúng không? Sau đó thì bị đi tù.
bị đi tù thì viết tập thơ Sừng Xích, viết trong tù mà. Đấy, trong tù vẫn viết thơ và viết tập thơ Sừng Xích, và cuối cùng khi mà đất nước giải phóng thì nhà thơ viết tập thơ Giải Phóng. Thế các bạn có thấy là bốn cái giai đoạn đấy nó theo những cái chặng đường đúng không? Mình sống đến lúc nào mình viết đến lúc đấy, mình không thể viết nhiều hơn những gì mình sống được. Đấy chính là chân lý, không có gì thay đổi cả. Và đối với hồn thơ Tố Hữu ấy, thì các bạn có biết có một câu thơ kinh điển của nhà thơ Tố Hữu tự nói luôn, tự bộc bạch: thơ chính là tấm gương của tâm hồn. Tất cả những cái vẻ đẹp của tâm hồn mình ấy, nó sẽ đều thể hiện trong những vần thơ. Nó được soi chiếu, được phản ánh qua thơ. Mình nghĩ cái gì, mình cảm nhận, mình cảm thấy yêu cái gì thì cái phần thơ nó sẽ thể hiện cái điều đó. Và các bạn có bao giờ phân tích hay là tìm hiểu về hồn thơ của nhà thơ Tố Hữu không? Mình là một sinh viên khoa truyền thông và có cái khái niệm truyền thông đại chúng. Thế thì cái hồn thơ Tố Hữu ấy, trong một vài tác phẩm lý luận phê bình văn học, họ gọi là hồn thơ đại chúng. Các bạn có hiểu được cái từ đại chúng không? À, đại chúng ở đây thứ nhất là về cái vấn đề mà quan tâm trong thơ là những vấn đề đại chúng, tức là vấn đề chung của toàn dân tộc. Nếu như Xuân Quỳnh viết thơ về tình yêu đôi lứa, tức là tình cảm cá nhân, thì nhà thơ Tố Hữu chuyên viết về những vấn đề trọng đại mang tính cộng đồng, mang tính dân tộc, chẳng hạn như là chiến tranh cách mạng, hoặc là chiến đấu, hoặc là tăng gia lao động sản xuất, thì nó chính là những cái vấn đề mang tính lịch sử, mang tính cộng đồng và của cả dân tộc. Đó chính là những vấn đề mang tính đại chúng, những chủ đề đại chúng. Và cái đại chúng thứ hai là về đối tượng. Đối tượng ở đây có hai đối tượng, thứ nhất là đối tượng chủ thể, tức là những cái đối tượng trong thơ. Thơ này nói về ai, viết về ai? Những người mẹ, hoặc là những người chiến sĩ, người nọ người kia, tức là có những người cụ thể luôn á. Và những con người này không phải là những vĩ nhân, mà là những người bình thường, những người mà chúng ta gặp rất nhiều, đó là quần chúng nhân dân. Và cái đối tượng tiếp theo là khách thể, tức là những người tiếp nhận cái bài thơ đó, những người đọc thơ á, ai cũng đọc được, ai cũng có thể cảm nhận được, bởi vì cái lời thơ của Tố Hữu nó rất là giản dị và cực kỳ dễ phân tích luôn. Thơ của Tố Hữu là dễ hơn hẳn so với thơ của Quang Dũng luôn. Thì các bạn phân tích thì sẽ biết được, ok. Thì đó chính là một số nét tiêu biểu liên quan đến hồn thơ của Tố Hữu. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào bối cảnh sáng tác. Khi mà Việt Nam ấy đuổi được giặc Pháp sau cái chiến thắng Điện Biên Phủ, các bạn còn nhớ không, học lịch sử rồi đấy, thì cái hiệp định Geneva được ký kết ở Thụy Sĩ. Đây là một cái hiệp định đánh dấu một cái mốc son trong cái chặng đường ngoại giao Việt Nam. Mình là học sinh viên trường ngoại giao này, đấy. Sau khi mà hiệp định Geneva được ký kết ấy, thì hòa bình được lập lại ở miền Bắc Việt Nam và đất nước Việt Nam được tuyên bố độc lập chủ quyền. Các nước lớn công nhận Việt Nam là một quốc gia và có quyền bình đẳng, có quyền độc lập. Rồi Pháp phải rút quân khỏi Đông Dương, thì lúc đó là đất nước hoàn toàn giải phóng. Trong cái niềm vui giải phóng thì ai cũng hân hoan đúng không ạ? Kiểu tràn đầy niềm tin vào cách mạng, tràn đầy niềm tin vào cuộc sống mới. Thế nhưng phải chia tay, họ sẽ cần phải xa rời những nơi mình đã từng sinh sống, những nơi mình đã gắn bó trong suốt một đoạn đường gian khổ. Và để có thể cảm nhận được tốt bài thơ này thì các bạn nghĩ đến cái lúc mà mình sắp chia tay bạn bè ấy, các bạn lớp 12 rồi, sắp ra trường rồi. Đấy, và lúc mà chia tay, lúc đỗ đại học ấy, thì đương nhiên cái cảm giác của mình rất là tin tưởng và mình rất kỳ vọng vào tương lai, nhưng không thể nào xua được cái nỗi buồn khi mà phải rời xa trường lớp, rời xa những thứ mà nó đã quá quen thuộc với mình rồi, đúng không? Và cái cảm xúc của nhà thơ Tố Hữu nó cũng như vậy. Bài thơ này thì mình sẽ chia ra làm 5 phần và phân tích cực dễ luôn. Vì sao là 5 phần? Có 1 phần mở bài, 3 phần thân bài và 1 phần kết bài. Nào, bây giờ bắt đầu vào mở bài nhé. Mình đã nói rồi, thơ Tố Hữu rất dễ phân tích bởi vì tác giả toàn dùng những từ dễ hiểu thôi, không có gì màu mè hoa lá cả, và các bạn diễn xuôi là được. Các bạn diễn xuôi, các bạn tả cảnh, tả vật, các bạn kể lại câu chuyện bằng thơ, và các bạn cần phải có cái hình ảnh, cần phải có cái tư liệu tham khảo để chúng ta có thể mở rộng được những cái sự quan sát của mình. Các bạn không thể đi lên Việt Bắc ngay bây giờ được, sau này các bạn sẽ đi, đúng chưa? Nhìn thấy hình ảnh của mình nhá. Thế nhưng mà bản thân các bạn có thể xem video để biết được Việt Bắc như thế nào, và lúc đó chúng ta có thể phân tích được nó dễ hơn, ok? Và ở đoạn này ấy, thì đó chính là một số những cái cảm xúc dẫn dắt cái câu chuyện này. Lúc này thì tác giả đang muốn nói về cái buổi tiễn đưa, cái buổi chia ly đó, cái bối cảnh. Hôm đó là buổi lúc mà chúng ta chia tay nhau. Mình về mình có nhớ ta 15 năm ấy thiết tha mặn nồng. Các bạn có biết 15 năm là gì không? Đi phân tích cái khái niệm này đúng không? 15 năm là từ lúc nào đến lúc nào? Nói ra, phân tích ra, diễn giải ra là xong. Hoặc là cái gọi mình với ta nó thể hiện điều gì? Sao không phải là tôi với anh, không phải tôi với cô, mà là mình với ta? Nhưng mình hay nói là mình và các bạn, để kéo lại cái sự gần gũi và để cảm thấy là không có khoảng cách. Hoặc là mình về mình có nhớ không, nhìn cây, nhớ núi, nhìn sông, nhớ nguồn. Trời ơi, các bạn có bao giờ thấy là kiểu có một cái khung cảnh ấy, nó gắn một cái kỷ niệm nào đấy, và sau này khi mình nhớ nhìn thấy khung cảnh đấy ấy, nó nhang nhác giống thôi, tự nhiên cả một ký ức nó ùa về. Trong cuộc sống của mình ấy, nó sẽ có 3 thứ rất là dễ lưu giữ kỷ niệm. Thứ nhất là mùi hương, thứ hai là âm thanh, thứ ba là cảnh vật. Một cái bài hát, một cái mùi hương nào đấy của người yêu, của bố mẹ, của con cái, hoặc là một cái cảnh vật nào đấy nó gắn liền một cái ký ức, một kỷ niệm, một cái hoạt động, một sự kiện. Và sau này trời ơi, khi mà lớn rồi ấy, một lúc nào đấy nhìn lại ấy, tự nhiên tất cả mọi cái ký ức ngày xưa nó ùa về như thật luôn. Thì đó chính là cảm xúc của tác giả. Tác giả đã rời khỏi Việt Bắc rồi, nơi mà mình đã ở 15 năm cơ mà.
Và cái cảnh ấy thì nó thường là đeo cả cảm xúc của mình mà. Cảnh người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ, Nguyễn Du đã nói rồi đúng không? Thì ở đây chúng ta cũng thấy là cảnh vật có vai trò như thế nào trong việc gọi nỗi nhớ quay về. Ngay cả Tây Tiến cũng thế, nó giống bài Tây Tiến thôi mà, có gì đâu. Thế sau đó ấy, thì tác giả bắt đầu nhớ lại từng cái ký ức, từng chi tiết. Ví dụ, à tiếng ai tha thiết bên cồn, bâng khuâng trong dạ buồn trốn bước đi. Tức là cái cảm xúc lúc đấy của một kiểu rất là lưu luyến, rất là bối rối luôn, đã rối bời trong lòng. Thì cảm thấy kiểu buồn và không yên lòng, không yên tâm khi mà phải rời khỏi đó. Cảm thấy có cái gì đấy bất an, bồn chồn trong lòng mà. Đấy. Thì chúng ta đi phân tích, đi diễn giải và nói từng cái chi tiết đó. Hoặc là áo chàm. À áo chàm, ai mặc áo chàm? Là người cách mạng hay là người dân tộc? Tìm hiểu nhá, thôi viết ra. Hoặc là cầm tay nhau. Lúc chia tay chúng ta hay cầm tay đúng không? Hay ôm nhau hay cầm tay. Đấy, thì cái sự cầm tay nó sẽ trao đi cái gì? Như trong bài thơ Đồng Chí ấy. Thương nhau tay nắm lấy bàn tay, cái hành động nắm tay nhau nó mang lại cái giá trị gì? Các bạn cần phải hiểu được những chi tiết đấy đúng không? Và mình sẽ diễn giải nó ra, mình nói về nó, mình sẽ phân tích những cái chi tiết đấy. Không phải tự nhiên mà người ta nói cầm tay thôi, không phải ôm hôn, sao không phải là thơm má, không phải vuốt tóc, mà là cầm tay. Ở trong đoạn này ấy, thì chúng ta sẽ có rất nhiều các chi tiết nhỏ, chẳng hạn như là mưa nguồn suối lũ những mây cùng mù. À ở trên vùng cao ấy thì nó rất là dốc và hay có lũ quét, hay có lũ đấy, mưa to hay có lũ đấy. Nhớ chiến khu, miếng cơm chấm muối muốn hù nhặng vai, thù ai? Hoặc là tại sao ở chiến khu lại ăn cơm nắm? Cơm chấm muối là cơm gì? Chiến khu là ở đâu? Là Việt Bắc đúng không? Thế xong rồi là rừng núi này, chám, măng mai, người ta dùng những cái đấy để ăn đúng không ạ? Về thơ Tố Hữu thì cũng là trung thi hữu họa, tức là nhờ vào một cái bài thơ mà có thể vẽ được bức tranh, nên các bạn cứ đi phân tích những chi tiết là được. Với phần tiếp theo, à nhớ gì nhớ người yêu cho đến phần chảy đêm lệnh cúi đều đều suối xa, thì trong đoạn thơ này tả lại thiên nhiên và những cái hoạt động mà có thể làm cùng được với con người Việt Bắc. Nó cũng giống bài Tây Tiến thôi đúng không ạ? Cái cấu trúc nó là không thay đổi. Những cái nỗi nhớ, những cái việc mà chúng ta sẽ làm thì thường nó sẽ là như vậy. Nhớ lại về chuyện cũ thì thường sẽ nhớ như thế, chứ còn nhớ gì nữa. Trong này thì sẽ có những cái việc như là à bản khói cùng sương, sớm khuya bếp lửa người thương đi về. Sớm khuya bếp lửa. Đấy, những người như thế nào thì là đi sớm về khuya, chăm chỉ đúng không? Cần mẫn, phân tích nó ra. Hoặc là những cái địa danh như là Ngòi Thia, sông Đáy, suối Lê. Các bạn lên mạng search xem là vì sao có cái địa danh đấy thì sẽ biết được. Mình học cách đây 11 năm rồi, 11, 10, 12 năm rồi, bây giờ vẫn nhớ, vẫn thuộc cái bài thơ này luôn. Ngày xưa học thuộc mà, thế nhưng mà cũng thích nữa nên là vẫn thuộc, vẫn nhớ đến bây giờ. Thế thì trong cái đoạn thơ này ấy, có rất nhiều những cái hoạt động mà nhà thơ đại diện cho những người lính cách mạng, những người chiến sĩ của Đảng Cộng sản đã có thể thực hiện cùng, đã có thể đồng hành cùng với người dân. Có lao động, có vất vả, có tham gia, có học tập, nhưng cũng có cái lúc vui chơi, có cái lúc sinh hoạt văn hóa. Đoạn tiếp nữa về bức tranh Tứ Bình, thật ra thì có đoạn này có 10 câu, nhưng chúng ta chỉ tập trung vào 8 câu. Ví dụ, từ rừng xanh, hoa chuối đỏ tươi cho đến chỗ như ai tiếng hát ân tình thủy chung. Đoạn này là 4 mùa thôi, mỗi mùa một vẻ đẹp. Các bạn nhìn lên màn hình này, đấy, nhìn xem là hoa chuối nó là hoa gì. Hoặc là mơ nở trắng rừng. Bản thân các bạn ấy bao giờ phải được tận mắt chứng kiến ấy, cái rừng hoa chuối ấy, hoặc là cái rừng mơ nở mới thấy được cái sự đẹp nên thơ, kiểu lạc vào trong rừng mơ không ra được ấy, nó rất là đẹp luôn, mình đi rồi mình biết. Đấy, hoặc là ve kêu rừng phách, thế nào là rừng phách đổ vàng. Rừng thu trăng rọi hòa bình, mùa thu rất là yên bình, rất là mát mẻ dễ chịu và trăng lên cao có thể nhìn rõ được. Và lúc này thì nhà thơ bắt đầu nghĩ đến những cái lúc mà chiến đấu, những cái lúc mà chiến thắng sắp đến rồi, sắp hòa bình rồi, được chưa? Đấy, thì chúng ta sẽ miêu tả, phân tích từng cái chi tiết đó. Nếu các bạn có thể xem qua những cái video về thơ ấy, thì đã thấy được là thơ nó không có nhiều từ, nó rất là ít thôi á. Và để có thể diễn đạt được hết những cái ý tưởng, những cái nội dung thì nhà thơ phải chọn lọc từ ngữ và những cái hình ảnh biểu tượng. Chẳng hạn như hoa chuối đỏ tươi, màu đỏ ở đây đại diện cho cái gì? Cho sức trẻ đúng không? Xong rồi là cho cái sự mới mẻ, cho những cái mực rực rỡ. Mùa đông nhưng mà hoa chuối vẫn đỏ tươi. Và ở đây nhà thơ thật sự là quan sát rất tinh tế mới biết được là mỗi mùa một vẻ. Cái người mà không có sự quan sát ấy, thì mùa nào chẳng như nhau, mùa nào cũng xấu như nhau, xấu đều. Nhưng mà đối với những người nghệ sĩ, những người thật sự có sự quan sát tinh tế và có cái sự gắn kết với cuộc sống thì họ luôn tìm được vẻ đẹp trong cuộc sống. Tiếp nữa, chúng ta phân tích đoạn đằng sau. Nhớ khi giặc đến giặc lùng cho đến đèo re núi hồng. À ở đây thì nhà thơ tả lại, kể lại cái hoạt động, cái quá trình hoạt động cách mạng của chiến sĩ ở trên chiến khu Việt Bắc, trải qua rất nhiều khó khăn. À nào là giặc đến tìm này, hồi hộp ông cay cấn ông, cảm thấy sợ hãi, cảm thấy cũng cảm thấy kiểu bị uy hiếp đúng. Bởi vì bây giờ mình đang bình thường xong giặc đến tìm để nó chiến khu mà đầu não của cách mạng mà bây giờ diệt được người trên chiến khu thế là xong. Nhưng mà chúng ta vẫn phải vững vàng để chiến đấu. Hoặc là khi mà ở chiến khu ấy thì sẽ có núi có rừng bảo vệ mình. Sống trang hòa thiên nhiên và được thiên nhiên bảo vệ.
Đấy, mênh mông bốn mặt sương mù, đất trời ta cả chính vui một lòng. Những câu thơ nó mang cái sự âm hưởng rất là vĩ đại, hùng vĩ. Đất trời tất cả mọi nơi, trời đất rồi thì cây rừng, tất cả đều một lòng với con người đó. Đó là cố gắng chiến đấu để giành lại độc lập cho Việt Nam, để đợi đến ngày Pháp rút quân khỏi Việt Nam, để Hiệp định Geneva được ký. Thì đó chính là những cái lý tưởng mang tính đại chúng, mang tính tổng thể, mang tính lịch sử trong hồn thơ Tố Hữu. Đoạn sau ấy, những đường về Bắc của ta đêm đêm rầm rập như là đất rung. Đoạn này kể lại những cái lần hành quân, những lần chiến đấu, kể lại cái sự bi tráng, cái sự kỳ vĩ, cái sự hào hùng trong cái hoạt động chiến đấu. Nếu các bạn học kỹ cái video về Tây Tiến ấy, thì sang bài này phân tích rất dễ luôn. Có gì đâu, bây giờ diễn đạt nó ra, diễn giải nó ra xong rồi là đi vào từng cái chi tiết quan trọng. Chẳng hạn như là chi tiết là đêm đêm rầm rập, cái chữ rầm rập ấy, cái tính từ á, thế nào đi rầm rập? Nếu như mà ít người có đi rầm rập không? Nếu mà đi nhẹ nói khẽ cười duyên có rầm rập không? Không. Phải đi rất là mạnh mẽ, dứt khoát và đông hồng hồn thì nó mới rầm rập được, đúng không? Hoặc là quân đi điệp điệp trùng trùng, ánh sao đầu súng bạn cùng hữu nan. Ánh sao là ở đâu? Trên trời chứ ở đâu? Trăng treo, đầu súng trăng treo đây là đầu súng của ánh sao. Xong rồi là bạn cùng mũ nan. Mũ nan là cái mũ mà những người chiến sĩ hay đội để đi hành quân trong rừng á, để có thể che được dấu vết đấy. Đấy, dân công đỏ đuốc từng đoàn, từng đoàn dân công luôn trong đêm vẫn đốt đuốc để dẫn đường cho những người chiến sĩ hành quân qua. Cái sự đồng lòng, cái sự quyết tâm đoàn kết của mọi người nó thể hiện qua từng cái câu thơ luôn. Và khi chúng ta thật sự hiểu được cái câu chuyện đằng sau đấy, chúng ta có thể vẽ lên được một câu chuyện trong đấy luôn, thì bản thân các bạn sẽ phân tích bài này không biết chán, không biết mệt, viết được cả ba trang luôn cũng được. Đoạn cuối là đoạn kết bài, sau khi mà nhà thơ đã đưa ra cái bối cảnh chia ly, sau khi nhắc lại về cảnh đẹp thiên nhiên này, rồi thì nghĩa tình con người, những cái hoạt động mọi người có thể làm cùng nhau về văn hóa, về sinh hoạt. Sau đó là đến bức tranh tứ bình của Việt Bắc bốn mùa, rồi đến cái phần đó là những cái hoạt động liên quan đến việc chiến đấu, hành quân của chiến sĩ, thì cuối cùng đó chính là niềm tin và hy vọng. Bao giờ cũng thế, lúc cuối ấy, phải cho người ta niềm tin, cho người ta hy vọng, phải tạo động lực. Bản thân mình khi làm podcast thì cũng hay học hỏi cái cấu trúc này. Đó là bao giờ phần cuối cũng phải là phần đưa ra những cái bài học, rồi thì đưa ra những cái kết luận, và phải truyền là cái sự hy vọng, cái niềm tin vào tương lai, niềm tin vào lẽ phải, vào chính nghĩa và những cái điều tích cực. Thì nhà thơ cũng vậy, sau khi đi qua hết những nỗi nhớ, nói về những cái kỷ niệm cũ, thì nhà thơ củng cố lại tinh thần cho mọi người bằng cách là nói về những cái niềm tin, hy vọng. Tin vào cái gì? Tin vào cách mạng, tin vào ngày mai tươi sáng. Ví dụ cái chi tiết ngọn cờ đỏ thắm, gió lồng cửa hang. Các bạn có biết không, một đất nước ấy, cái ngọn cờ ấy, cái quốc kỳ ấy, là một thứ rất quan trọng luôn. Có nhớ cái hành động cắm cờ Thường Châu không? Nó thể hiện cái tinh thần dân tộc, chiến đấu về ngọn cờ, về màu cờ sắc áo của mình nghe mãi rồi, đúng không? Thế phải biết phân tích được nó có ý nghĩa thế nào, tại sao là ngọn cờ đỏ thắm, tại sao không phải là cây đa hoặc cái gì nữa mà lại là ngọn cờ đỏ thắm. Bởi vì nó chính là những thứ mà chúng ta phấn đấu, chúng ta đang cố gắng chính vì cái Việt Nam, đất nước này. Và cái ngọn cờ là một cái biểu tượng đại diện cho đất nước Việt Nam, được chưa? Đặc biệt ở mấy câu cuối, ở đâu u ám quân thù, nhìn lên Việt Bắc phụ hồ sáng soi. Quân thù, tất cả mọi miền đất nước sẽ đều có bóng dáng quân thù, đặc biệt là miền Nam. Nhà thơ Tố Hữu cũng rất là đau đáu vì miền Nam đấy. Và khi mà cảm thấy kiểu suy sụp, cảm thấy mất động lực ấy, thì hãy nhìn về Việt Bắc, vì đó là chiến khu, đó là trung tâm, là đầu ngã cách mạng, và ở đó có cụ Hồ. Chính là nơi gieo lại niềm hy vọng, là nơi chứa cái trái tim ấy, cái sự dũng cảm ấy, và truyền động lực cho cả đất nước. Thì đó chính là cái lời nhắc nhở của nhà thơ, phải luôn nhớ về cái lý tưởng của mình, phải nhớ về những cái người đã tiếp cho mình cái sức mạnh đó, và sẽ cùng với họ, đồng hành cùng với họ để chúng ta có thể vượt qua được khó khăn. Tất cả những ký ức đó, 15 năm đấy, nó chính là những cái kỷ niệm, là sức mạnh. Và tất cả ký ức đó được gói gọn trong bài thơ Việt Bắc là ký ức 15 năm, những gian khổ, những khó khăn, những cái hào hùng, những cái chiến tích, những thành công, những cái tình nghĩa của mọi người với nhau. Đó chính là những cái nội dung mà tác giả muốn truyền đạt qua cái bài thơ Việt Bắc này. Và nhà thơ Tố Hữu thật sự là một nhà thơ tài năng. Bởi vì sao? Viết một bài thơ rất hay, vẽ bức tranh rất đẹp qua thơ, nhưng không cần phải dùng những từ ngữ đao to búa lớn, không cần phải dùng những từ ngữ khó hiểu, ai cũng có thể hiểu được. Các bạn có nhận ra không? Để viết được văn tốt, chúng ta cần có sự tinh tế quan sát. Và mình hy vọng các bạn xem video đủ lâu và có thể nhận ra rằng tất cả mọi video của mình đều có cấu trúc. Nó là một nội dung mà, một bài văn hay một video thì vẫn là một nội dung, và nó sẽ cần có cấu trúc. Và phần cuối trước giờ luôn là phần mà mình tâm đắc nhất, dành nhiều thời gian và sự tập trung vào nhất. Đó là phần nâng cao, chúng ta rút ra thông điệp của tác phẩm và những bài học giá trị. Thật ra thì mỗi một tác phẩm sẽ có rất nhiều bài học, nhưng chúng ta nên tập trung vào bài học ý nghĩa nhất, giá trị nhất và có tính khái quát, bao quát nhất. Đối với mỗi cái tác phẩm này thì cái cách nhìn nhận của mọi người có thể là khác nhau. Nhưng đối với mình, với tác phẩm Việt Bắc thì bài học mà mình nhận được đó là thật sự phải sống ý nghĩa. Đối với mình thì chữ ý, tức là chúng ta cần có sự chú ý, có sự chuyên tâm, nhập tâm.
có cái sự quan sát tinh tế dành cho những cái sự kiện xung quanh cuộc sống, cho những con người, cho những cảnh vật mà nơi mà chúng ta đang ở. Đó là ý, sự chú ý, attention. Nghĩa ở đây chính là sự tình nghĩa. Chúng ta sống một cách có ý nghĩa, một cách tình nghĩa, quan tâm đến mọi người, cùng nhau giúp đỡ, chia sẻ và đồng hành cùng với nhau, chứ không cô đơn và không có mặc kệ mọi người xung quanh mình. Cái việc sống có ý nghĩa ấy, nó sẽ mang lại rất nhiều giá trị mà ngay cái thời điểm mà chúng ta đang sống ấy, thường mình không nhận ra được, mà phải vài năm sau hoặc là trong những cái thời điểm đặc biệt chúng ta mới nhận ra được. Các bạn đang cố gắng học tập, chúng ta thường nghĩ đến điểm số đúng không, đến thành tích, nhưng mà sau này khi nhìn lại các bạn thấy được là cái sự nỗ lực của mình, cái sự nghiêm túc, sự quyết tâm của mình, và đấy chính là sức mạnh, là cái ký ức, là kỷ niệm, là những cái nguồn động lực và dũng khí để tiếp thêm sức mạnh để các bạn vững bước trong tương lai. Không biết được tương lai như thế nào đâu, đừng mong cuộc đời không sóng gió, chỉ mong đủ sức để vượt qua thôi. Mình đã nói trong một cái podcast rồi đấy. Và cái sức mạnh đến từ đâu? Đến từ trong chính bản thân mình, đến từ bên ngoài. Và để có cái sức mạnh đấy thì chúng ta phải thật sự tạo được kết nối giữa mình với chính mình, với mọi người, với cảnh vật, với thiên nhiên, tất cả mọi thứ xung quanh. Và đó chính là bài học mà mình rút ra được khi ngày xưa học bài Việt Bắc. Bây giờ thì mình sẽ gửi lại cho các bạn, hy vọng là các bạn cũng có thể cảm nhận được, cũng có thể thấy được cái tinh thần của người lính cách mạng, của người chiến sĩ, cái cách sống chan hòa, cách sống rất là tinh tế, đầy sự chú ý quan sát, đầy sự chân thành của nhà thơ dành cho con người Việt Bắc, dành cho thiên nhiên Việt Bắc. Và sau này khi mà nhà thơ rời xa rồi thì nó chính là những ký ức đẹp để viết nên những áng thơ hay, để sau này chúng ta còn tác phẩm để mà học. Và đồng thời nó cũng là cái sức mạnh để nhà thơ tiếp tục vững bước trên con đường sau này. Cảm ơn các bạn đã xem đến đây và hy vọng rằng video này sẽ không lãng phí thời gian của bạn. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye!